Mùa nước ở miền Tây á, mình di chuyển chủ yếu bằng xuồng ha các bạn, chứ ba bên bốn phía đâu ha, là nước nhập cả từ 5 tấc đến 8 tấc ha, gần cả thước ha. Thì mình không đi, không có đi đổ bộ và cũng không có đi bằng xe cộ được, mà mình chủ yếu đi bằng xuồng ha. Ốc nè các bạn.